Cách đây hàng nghìn năm lịch sử, thủy tổ của dòng họ chúng ta, dòng họ Nguyễn Văn đã chọn nơi đây là thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa ngày nay, là nơi gây dựng và phát triển dòng họ Nguyễn Văn. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, với bao biến cố xảy ra, nhưng thật vinh dự và tự hào về dòng họ Nguyễn Văn của chúng ta đã rất trân trọng gìn giữ và phát huy tinh thần yêu thương, đùm bọc, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng xây dựng và phát triển dòng họ. Tất cả những người con của dòng họ, dù là bên nội, bên ngoài, dù là dâu, là rể, luôn luôn hướng về cội nguồn, hướng về tổ tiên, dòng họ, thực sự quan tâm, chăm lo, giúp đỡ lẫn nhau. Đó là những phẩm chất đạo đức không có gì so sánh được, rất cao đẹp trong tâm hồn mỗi con người dòng họ Nguyễn Văn chúng ta. Minh chứng cho những điều đó là từ khi thủy tổ của chúng ta khai sáng và xây dựng trên mảnh đất này, biết bao khó khăn thử thách, biết bao gian nan vất vả, nhưng dòng họ chúng ta không những không bị mai một đi mà ngày càng được mở rộng và phát triển. Cho đến nay, dòng họ chúng ta gồm ba ngành nhiều chi. Trong mỗi chi, ngành đều có nhà thờ riêng. Trong những năm tháng ấy, dòng họ chúng ta đã dạy dỗ, dìu dắt, sinh sản ra biết bao thế hệ con cháu học hành và công tác thành đạt, cống hiến cho tổ quốc, cho đất nước biết bao thế hệ thanh niên ưu tú sẵn sàng hy sinh xương máu, hy sinh thân mình để đem lại niềm vui, hạnh phúc, sự bình an cho mọi người như ngày hôm nay. Đặc biệt, cách đây 100 năm, mùa đông năm 1943, mặc dù trong điều kiện rất khó khăn về vật chất, kinh tế, nhân khẩu thì ít, nhưng các cụ tiền bối của chúng ta đã có rất nhiều cố gắng, hết sức mình xây cất lại ngôi nhà thờ thủy tổ của dòng họ Nguyễn Văn. Đây chính là một minh chứng hùng hồn, thể hiện sự đoàn kết nhất trí rất cao của các cụ tiền bối, thể hiện ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong mọi điều kiện hoàn cảnh, cốt sao để xây dựng dòng họ Nguyễn Văn của chúng ta ngày càng bền vững và phát triển, đồng thời cũng là thể hiện sự dốc lòng dốc sức của các cụ tiền bối lo cho con cháu mai sau. Ngày nay, con cháu chúng ta thật tự hào về ngôi nhà thờ thủy tổ dòng họ Nguyễn Văn của mình. Đây là một trong những ngôi nhà thờ được đánh giá là to nhất, đẹp nhất, dù trải qua bao thời gian, bao cuộc chiến tranh, nhưng vẫn được bảo tồn, giữ gìn gần như nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Nhà thờ của chúng ta không những là nơi tụ họp, sum vầy của lớp lớp con cháu nhớ về dòng họ tổ tiên, mà trong từng giai đoạn lịch sử, nhà thờ của chúng ta còn được các cấp chính quyền địa phương trưng dụng vào nhiều việc khác, như cách mạng tháng 8 năm 1945, nhà thờ được sử dụng làm trụ sở Ủy ban Nhân dân lâm thời, Ủy ban Kháng chiến hành chính xã, Ủy ban Nhân dân thời chống Mỹ, nơi dạy học, hội họp, vân vân.
phần nào đã đóng góp vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước và xây dựng Tổ quốc. Năm 1960, nhà thờ của chúng ta vinh dự và tự hào được đón đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa về thăm. Tọa lạc trên khu đất rất hợp với phong thủy, gần nơi trung tâm văn hóa đình làng, được xây dựng theo hình chữ đinh, có 5 gian ngoài, 2 gian trong, được làm bằng các loại gỗ quý hiếm, xen kẽ với các cột đá, ngưỡng đá, được tạo dựng và chạm trổ rất tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Trong gian thờ thủy tổ có các ngai bậc, đồ thờ cúng quý hiếm được bố trí hài hòa, hợp lý. Đặc biệt gian ngoài có câu đối căn dặn con cháu, vế phải ghi kế tổ truyền tông quang hữu vĩnh, có nghĩa là kế tục gốc tích tổ tiên sẽ được tỏa sáng lâu dài. Vế trái ghi liên đăng tục niệm ánh vô biên, có nghĩa là thường xuyên thắp hương cầu niệm thì ánh hào quang sẽ luôn đến. Thấm nhuần lời di huấn của tổ tiên, tiếp tục gìn giữ, phát huy những truyền thống phẩm chất, giá trị văn hóa quý báu của dòng họ. Hôm nay, ngày 16 tháng 10, năm Kỷ Sửu, là một trong những ngày trọng đại của dòng họ Nguyễn Văn chúng ta. Ngày giỗ cụ Thủy Tổ, chúng ta lớp con cháu chắc chít nội ngoại gần xa lại tụ họp về đây để cùng nhau dâng nén hương thơm, thể hiện tấm lòng son sắt, tưởng nhớ về tổ tiên ơn sâu nghĩa nặng. Đồng thời cũng là dịp chúng ta gặp mặt để chia sẻ những vui buồn, những khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục động viên, giúp đỡ lẫn nhau ngày càng tiến bộ, đi lên.